cảm ơn anh Chí khi tới đây mua hàng và còn tặng cho bên nhân viên của chúng tôi một thùng cái này gọi là xà bông mới. Dầu gội đầu chị rụng tóc. Đây mày. Chị mày lấy 4 triệu mấy. Ô vui vẻ. Anh không tính với em, anh rất vui vẻ. Đúng rồi. Cái này nhiêu em? 4 triệu ba. Ok. Phương lấy đi Phương. Anh tặng mà. Tới khi mày chụp hình anh còn tặng mày hộp yến. Mày nói gì kỳ á? Hộp yến nhiêu? Hộp yến 650 ngàn. Mà ra cũng 5 triệu mấy. Thì 5 triệu mấy. Bây giờ qua đây bao mười mấy. Để lấy vỏ. Đến cao nhất Sài Gòn. Anh lấy bộ nào kìa, anh chỉ lấy bộ nào lấy đi kìa. Hai bộ này luôn. Ok. Ủa sao không lấy mật ong kìa, có mật ong kìa. Mua là mua. Cái này giảm giá thật sâu cho anh nha. Thật sâu. 7% nha cưng. Wow. Má sâu lắm rồi. Mặt nó kìa thôi nha. Nó cười vô mặt tôi. Bây giờ ai mà tới showroom này mua là được giảm giá 35% nha mọi người. Tại showroom mới mở cho nên mình khuyến khích mọi người tới showroom vừa tham quan để vừa mua hàng nữa. Cái giá của mình mua là khác rồi. Dạ. Cộng dồn luôn đúng không? Đúng. Cộng dồn với lại giảm 35%. Dồn lần vô luôn. Có nghĩa là anh là 35 rồi thêm giảm thêm 7 nữa là anh được giảm 42%. Chứ gì nữa trời ơi. Là sâu lắm rồi đó ông cố đội. Ủa tưởng là mình được giảm 35% với tới đây là 35% rồi 70% đấy. Tôi nói cái thằng này cái mặt nó cân cân từ đầu rồi, không tin tôi. Nó cà khịa mình, thằng này cà khịa. Nó thích không, để tôi. Giảm kiểu đó rồi chừng nào em mới sang tiệm anh. 222 Lê Văn Sĩ, quận Tân Bình nha mọi người. 222 nha mọi người ơi, mọi người ơi. Cái món quà Tết á, em lựa vài món về tặng cho khách đi. Về xài tặng gia đình được kia. Nó lấy một hộp yến 4 triệu mấy rồi đó Hùng. Cái gì? Cái gì? Có sao tôi nó mới tới. Mới tới một hủy móc, nó lấy một hộp yến 4 triệu mấy rồi mới chạy ra xe lên chứ. Em biết luôn thôi. Em biết rồi đó. Lạc lại từ đầu rồi. Nó cũng hình hồng. Giang tham trộm cắp. Buồn ăn cắp. Đây cái công an chắc này lên vườn luôn. Ông vô lấy một lần rồi còn quay đầu lại. Cái này công an của tao vậy. Đó, của ông nội. Mình thương Hùng. Trời ơi, trời ơi, tôi mệt quá. Đặt mua đúng không? Mật ong cho vợ là tặng luôn nha mọi người. Gia đình là tặng luôn. Ông Sâm á anh, cái mày muốn. Có Sâm á hả? Tiễn á, hàng Tiễn kìa. Sâm. Uống nước ngủ á. Cái Sâm Đông nữa, Sâm Đông mít lại với lại Đông Trùng á, uống thôi. Đó, em nói lên cho ta tin cái chồng em bị mất Tiễn. Ở nhà vệ sinh đâu anh trai? Cái gì mà tính bạo luôn cái bồn cầu thôi. Là cái mực ngủ á anh, cái... Cái mực ngủ là gì? Sâm, dị hoa nghệ tây, tặng luôn nha. Phần này. Hai cái là thang tí con kia mất ngủ. Thì để đây. Đây nhị hoa nghệ tây. Không, cái nào tặng để kia. Đây là nhị hoa nghệ tây à. Cảm ơn anh nhiều. 212 Lê Văn Sĩ à. Nhị hoa nghệ tây. Sau này mình sẽ lấy hàng
vô đây mình bán luôn nha em. Ok anh. Có xong Ngọc Linh rồi các kiểu rồi này kia. Đó là tùy. Chi với đồng trùng. Chị uống cái này sáng một năm mới có một lần thôi nên dạ tặng luôn à, tại Linh Chi Đông Trùng tặng luôn à, tặng luôn, bớt nhìn bớt cười lại à, bên này lấy nhiều lắm rồi à. Mộng á, em lấy chỉ có một hũ thôi, một hũ thôi, cái hũ ta nó là một cái hũ của mày á. Cái của cái phần của anh Phương lấy lúc nãy là mình định giá bao nhiêu mà 4.390 ha. Không phải là em làm ma mới á, đừng có mà kiểu mà thái độ như vậy. Làm gì được cho nhau mà cứ phá nhau như vậy hoài cũng cực khó nha nha. Đúng màu quá chứ. Ok mọi người, ok nha mọi người ơi, ok nha. Được rồi, sắp phá đi ha. Sắp phá đi ha, rồi một lát nữa tôi xong rồi, okay. Chắc mọi người chút nữa vào bên Phương nữa. Tham quan bên Phương thôi. Cái trước em hẹn của mày không có rồi, không gần nó luôn, tôi gọi quán rồi. Okay, nhắn quán rồi, quán đi qua đây. Có người dẫn đây rồi. Có người qua bên chỗ qua bên đó là gì? À, chồng biết khoát cái bên là tôi không. Cảm ơn anh Chí khi tới đây mua hàng mà còn tặng cho bên nhân viên của chúng tôi. Một thùng cái này gọi là xà bông mới. Dầu gội đầu. Chị rụng tóc. À đây mày. Rất là đó. Nè, đó. Không phải là cái này nha, cái rột khác nha. Mỗi người một chai, nhưng riêng Quỳnh Phương lấy 6 chai, 8 chai. Mày lấy luôn của tao hả? Trời ơi, lấy về bán hay gì đó. Cho nên mình phải qua một chỗ xăm của nó nha. Đâu, ổn. Quà mình mắng, quà mình hơi nhiều nha. Đâu, quà của anh đâu. Coi chừng nó tụt. Cái nào tặng anh Chí, bỏ vô luôn. Ờ, đúng rồi. Rồi em cầm phụ em. Không, để cho bây giờ mình cầm trước đi, mình chụp tấm hình cái. Nha. Rồi, vô. Dạ. Cái nào của anh? Trời kìa, thấy đứa nhỏ không? Nó phải nói, nó nói rõ ràng nha. Anh Phương ơi, cho em xin một tấm hình sách giùm nha. Nói chữ sách giùm nha, nói có ý này. Rồi, cái ý là tặng. Rồi mọi người ơi, hai cuốn sách quà Tết thì tới 222 đường Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình nha. Mang quà về cho mẹ, mang quà về cho mẹ nha mọi người ơi. Quà Tết rất là đẹp cho mọi người. Hơi bị nhiều. Tính lại 1, 2, 3 là 1, 2, 3. Mọi người ơi, ai mà muốn mua, ai mà có nhu cầu tặng quà Tết cho sếp, cho bạn bè, cho người thân thì hãy đến ngay 222 Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình nha mọi người. Mang quà về cho mẹ nha mọi người ơi. Rồi, ok, cảm ơn mọi người nha. Má nó ngụy trang cái thùng thấy gớm không? Để thùng cá vô hả mày? Ơi, chút xíu thôi cho tôi rủ tôi về, tôi chưng được được quá cái này đấy, người ta làm mấy cái này uống chứ. Thôi, tôi thích ăn tươi cuộc sống mà cho tôi cũ hồi nãy giờ. Mày qua bên anh, mày xin anh thì anh xin mày lại, mày không cho. Hả? Rồi chứ. Ừ. Nhưng mà rổ. Cái cũ này như này. Rổ. Trong này tới 100 mấy triệu ký đâu. Để... Chuyện ai mỗi người bán xong mà mày đi qua chúng ta mày bào một chi, tao bào mày lại. Coi chừng nói thay ổ củ gừng vô á. Trời không có đâu. 38 chuẩn bị quách phường Tân Bình. Cái này con nít cho con chí được anh chứ. Rồi còn người lớn đâu? Đây, có người qua nè. Anh Vũ, nhà anh Vũ cũng có con nít luôn á. Nhà anh Vũ có con nít luôn em ơi. Má, cái gì mà chậm chạp quá. Rồi nói để tự lấy ra. Nhà anh Vũ con nít luôn, lẹ lẹ. Đúng rồi. Trời ơi, quay cho nó chút xíu.
ông tôi bắn airdrop cái tôi vừa quay qua cho ông nha. Không giờ chuyện tôi nha. Lúc chờ ông tới. Rồi mọi người ơi, đây là showroom của Sâm Ngọc Linh, Jean Gen của Quỳnh Phương. Đáng lẽ là có Ngô với Quy bữa nay ở đây nữa, nhưng mà Quy nó nghe tin tôi qua nó trốn rồi, nó không dám rú cái mặt nó ra. Đâu nè mọi người à, cái này có trong lúc thôi mà thôi, trong lúc hôm qua thì tôi thấy Quỳnh Phương ôm ôm cái thùng đi trốn, nên tôi phát hiện ra đây mọi người à. Thôi được rồi, Sâm Ngọc Linh chính hiệu cho mọi người đang giữ bảo quản á, không có bảo quản bảo quyết gì. Đây là Sâm Ngọc Linh chính hiệu cho mọi người, đây là Sâm Ngọc Linh chính hiệu nha mọi người. Vậy là không phải củ gần đâu nha. Đó, không phải, không phải. Có hoa Sâm Ngọc Linh luôn nha mọi người. Rồi có hoa luôn nè. Hoa bị gãy hết nha. Ủa này uống sao má? Xé là uống rồi. Uống thẳng hả hay là pha cái gì? Ngậm vô uống thôi, cái đó là yến. Còn cái yến là có nhung hưu. Cái yến dễ uống. Cái yến là cho trẻ em, còn cái nhung hưu này là cái có bịch không? Có bịch không Cưng? Không, mà đâu có bịch gì đâu. Có bịch thì thôi. Ủa em mình không có bịch đựng hả Cưng? Không có. Bịch xốp hay gì đó. Dạ, để em lấy. Lấy đi. Rồi này là đã là uống là, uống thẳng luôn hả? Đâu pha cái gì hả? Đúng rồi, xé ra uống đây nè. Cho ba đi. Ăn thử hả? Nè, có cái đồ xíu nè. Nè, bây giờ anh đi nữa anh đi. Cái gì? Muôn là con nào? Muôn là nhỏ cháu tôi. Cái này gia đình con Ngọc. Rồi cái con đi làm cổ. Con cũng bán Ngọc. Rồi thôi. Rồi vậy được rồi. Trợ lý thì sao? Thiên lý 2, 4, 6, 8. Trợ lý nữa trời ơi, trợ lý. Mình chơi thốn thiệt anh chơi. Trợ lý. Hồi nãy bên kia mày đâm tao đau lắm. Nãy chờ không, tại vì nó cho nó chảnh 10 thôi chứ. Thôi chứ không cái gì đó. Hôm nay cơm 700 mấy ngàn một hộp. Mà bây giờ ông lấy 10 hộp ở đây. Không. Ơi, cái túi gì đâu, chứ có túi bự đâu. Anh ơi, anh ơi, cái không đi, cho chặt. Cái vỏ, cầm. Quay hàng về em, quay hàng về thử. Cho, cho anh cái vỏ. 16. Cũng là mười mấy triệu rồi đó anh trai. Ủa, hồi nãy bên kia mày lấy 4 triệu mấy, không vui vẻ. Anh không tính với em, anh rất vui vẻ. Đúng rồi. Cái này nhiêu em, 4 triệu ba, ok. Phương lấy đi Phương, anh tặng mà. Tới khi mà chụp hình anh còn tặng mày hộp yến. Mày nói gì kỳ á? Hộp yến nhiêu? Hộp yến 650 ngàn. Mà ra cũng 5 triệu mấy. Thì 5 triệu mấy. Bây giờ qua đây bầu mười mấy. Lấy vỏ. Không lẽ bây giờ. Thôi nha, mấy người này của anh nha. Bạch ít quá vậy anh. Đấy nè, mày nói mày cũng bắt đầu mà. À bên đây đấy hả? Nè, lấy cái này bự nè. Dạ. Mày lấy cái này không mày lo, mày lấy cái gì không mà. Ủa chồng con vợ. Lấy là phải lấy cho tới xương. Ờ, cái này là mạch nó buồn thề, không phải nó diễn đâu nha. Cái này là không phải nó diễn đâu. Trời ơi. Thật kệ nó. Nửa luôn rồi. Dòng người vội vàng bước qua. Chuyện núi trước hôn thế này là tôi. À, hết nữa đó. Gần nữa đó. 15 triệu, nãy vào 5 triệu, giờ mất 15 triệu. Rồi ông có nội kia nhiêu nữa? Tao có gì đâu. Tao đâu có gì đâu. Chí chút nữa chứ. Tay không mà. Ông Chí, ông tay không gì, ông Chí, ông hộ, ông vô, ông còn đánh lẻ thêm 2 hũ nữa. Thằng nhỏ đang ngáp ngáp, ông còn vô đâm thêm 2 cái nữa, rồi ông không. Chạy. Rồi mày xách cái gì vô nữa chị chạy. Không, chụp hình à má, má cái quà bên kia. Má tưởng nó xách nhỏ vô đựng thôi chứ. Đây 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 đây